Trong khi đó thì ở trung tâm thành phố lại vắng ngắt như tờ. Trên các đường phố hầu như không có lấy một bóng người. Tất cả các cổng vào các cửa hàng đều đóng kín mít, đó đây các quán rượu nghe có tiếng kêu lẻ loi hay tiếng hát của người say rượu. Không có lấy một chiếc xe nào đi lại trên phố, và thỉnh thoảng lắm mới nghe tiếng bước chân của người bộ hành. Phố cây im phăng phát và vắng tanh. Trong khoảng sân rộng thênh thang của gia đình Rốt cốt ngổn ngang những mớ rạ và những đống phân ngựa kéo xe để lại. Không có lấy một bóng người. Trong tòa nhà của gia đình Rốt cốt bị bỏ lại với toàn bộ của cải, có hai người ngồi phòng khách lớn. Đó là bác các cổng Iraq và chú bé Miska, cháu nội bác Vasilip cùng ở lại Moskva với bác ta. Miska mở đàn dương cầm ra đánh bằng một ngón tay. Bác các cổng hai tay chống cạnh sườn đang đứng trước một tấm gương lớn mỉm cười hởn hở bỗng chú bé bắt đầu dùng cả hai tay đập lên phím đàn nói có tài không hở bác iraq chà cái thằng này iraq đáp bấy giờ bác ta đang mãi ngắm cái mặt cười teo tuét của mình ở trong gương rõ không biết dơ thật là đồ không biết dơ phía sau lưng hai người bỗng có tiếng của mara kuminisan bấy giờ vừa lặng lẽ bước vào phòng Kì xem cái lão mặt mệt kia nghe răng ra kìa. À ra các người giỏi nhỉ, dọn dẹp đã xong xuôi gì đâu. Bác Vasilip đang nai lưng ra làm, mệt nhòi ra ngoài kia kìa. Để rồi xem. Iraq xốc lại thắt lưng, miệng thôi mỉm cười và mắt nhìn xuống đất, ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Thiếm ạ, à, cháu đánh khẽ thôi thiếm nhé, chú bé nói. Rồi tao cho mày đánh khẽ, đồ ôm, con Mavrakuminisan vừa tác vừa vung tay lên dọa đi mà đặt ống lò cho ông nội mày. Mavra Kumin đi sang phủi bụi trên phím đàn, đẩy nắp đàn lại, rồi thở dài đánh vào một cái, ra khỏi phòng khách và khóa cửa lại. Ra sân, bà nghĩ lại ngẫm nghĩ không biết bây giờ nên đi đâu, đến phòng bác Vi Ở bên dọc uống nước chè, hay vào nhà kho dọn nốt những đồ đạc còn để ngủ ngang. Chợt ngoài đường có tiếng chân bước rất nhanh. Những bước chân dừng lại bên cổng, cái then cài bắt đầu kêu lách cách vì có một bàn tay đang cố mở cánh cổng ra. Magra kuminisan đi ra cổng. Ngài hỏi ai à? Tôi muốn hỏi bá tước, bá tước Ilya Enrivit rất tốt. Thế ngài là ai? Tôi là một sĩ quan. Tôi cần gặp bá tước, người là mặt đáp, giọng rất dễ chịu, chắc phải là một người quý tộc Nga. MagraKuminisang mở cánh cổng ra. Một người sĩ quan mặt tròn trĩnh tuổi trạc 18, bước ra sân khuôn mặt người sĩ quan hao hao giống kiểu mặt của dòng họ rất tốt thưa cậu bá tức đi rồi ạ à, đi từ chiều hôm qua rồi ạ à. người sĩ quan trẻ tuổi đứng tầng ngần bên cổng như vân vân không biết có nên vào không chàng tặc lưỡi chà tiếc quá chàng nói đến từ hôm qua có phải là chà tiếc thật trong khi đó Ma Kumin Nisan chăm chú và ái ngại nhìn kỹ những nét quen thuộc của dòng họ Rốt Cốt trên khuôn mặt người thanh niên, nhìn chiếc áo khoác rách và đôi ủng mòn của chàng. "Cậu muốn muốn gặp bá tước có chuyện gì à?" Bà ta hỏi. "Thôi. Chả còn biết làm thế nào được." Người sĩ quan buồn bực nói, đoạn đưa tay lên cánh cổng có ý muốn bỏ đi, rồi chàng lại đứng lại, dáng tần ngần. "Bà à," chàng bỗng nói. "Tôi là người có họ với bá tước" Bá tước đối với tôi xưa nay rất tốt, cho nên, bà thấy không, chàng mỉm một nụ cười hiền lành và vui vẻ nhìn xuống chiếc áo khoác và đôi ủng của mình, áo quần tôi rách cả, mà tiền thì chẳng còn đồng nào, cho nên tôi muốn hỏi xin bá tước. Mara Kumini không để cho chàng nói hết. Cậu ạ à đợi cho một tí, một tí thôi nhé, bà nói. Và người sĩ quan vừa rời tay khỏi cánh cửa thì bà ta quay góc đi nhanh vào sân sau, về phía phòng mình bên dãy nhà dọc. Trong khi Magra Kumini sang về phòng, người sĩ quan đi đi lại lại ngoài sân, mỉm cười nhìn xuống đôi ủng mòn rách của mình. Không gặp được chú ấy thật tiếc quá. Bà già kia không thật. Không biết chạy đi đâu. Muốn bắt kịp binh đoàn mình đã sắp đến rốc sô ca rồi còn gì. Chàng nghĩ thầm. Magra Kumini sang gương mặt có vẻ. Sợ hãi nhưng đồng thời lại quả quyết hai tay cầm một chiếc khăn kẻ ô vuông gập lại, từ góc sân bước ra khi còn cách người sĩ quan vài bước, bà mở chiếc khăn lấy ra một tờ giấy bạc 20 rúp màu trắng và hối hả đưa cho chàng. Giá có cụ lớn ở nhà, thế nào chỗ thân thích cụ cũng, nhưng bây giờ, có lẽ. Bà Magra đâm luống cuốn. Nhưng người sĩ quan không từ chối mà cũng không vội vàng, đã cầm lấy tờ giấy bạc và cảm ơn Magra Kumini sang. Bà ta nói tiếp, như để xin lỗi. Giá có bá tước ở nhà thì, Cầu chúa phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi, bà ta vừa nói vừa cúi chào và tiễn chân người sĩ quan ra ngoài cổng. Người sĩ quan mỉm cười lắc đầu như để chế giễu mình, rồi chạy nhanh qua các phố xá vắng vẻ, về phía cầu giao si để đuổi theo đơn vị. Bà Mavra Kuminisan còn đứng hồi lâu trước hai cánh cổng đóng kín, rơm rớm nước mắt, lắc đầu dáng tư lự, và bỗng thấy lòng tràn ngập một tình triều mến và xót thương mẫu tử đối với người sĩ quan trẻ tuổi không hề quen biết.